Đây là đứng trên lầu 2 nè, nhìn ra đường Hồ Thám này đó, đường Hồ Thám trước ngõ. Nhà xung quanh đây, em với nhà, ngay cửa ở trên. Đây là phòng trên cùng à. Nước sàn gỗ hả? Sàn gỗ hả? Đây là view, nhìn ra. Toilet mới tinh hết nha chị. Đây ba cửa sổ, nhà mới căng thẳng lại. Đây view đi em, cảnh trên ở đây. Chị nhà chủ luôn. Nó đi hẻm này ra ngay hẻm luôn. Đây hẻm thông à. Em này là Hồ Thám luôn nè. Em này em thông luôn á, một trệt nè. Mới nhà mới keng. Chị vô nữa ngay. Một trọt nè. Đây sao không có. Sắp gỗ. Đây lửng nè, đây lửng. Một trọt. Một lửng. Đây lửng nè. Đây cửa sổ thoáng mát. Vị trí là thoáng mát. Một trệt, một lửng, một lầu. Ba toilet luôn. Đây là 2. Em thông ra Hồ Thám bên đệm kia.
đây nhìn rộng rãi nè. Thám ơn. Đi theo cái hẻm đây là cái hẻm ra thẳng luôn. Nhà ta sao ra ta nó ta đi. Đi rẽ mình đi trái. Ok, xin chào các anh chị. Hẹn gặp chị. Các bạn có nhu cầu mua nhà hãy liên hệ số điện thoại 0949587079. 0949587079. Xin nhắc lại 0949587079. Hẹn số điện thoại trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.